Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Film and More của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với bài phân tích của mình về bộ phim điện ảnh Thái Lan Faces of Fan, Cô gái muôn mặt. Phải nói rằng phim ảnh Thái Lan trong những năm gần đây vô cùng bứt phá khi họ không ngần ngại thử sức với những đề tài vô cùng đa dạng. Với bộ phim Faces of Fan lần này, chắc hẳn là một bộ phim hát não nhất của Thái Lan trong năm nay. Một bộ phim mang phong cách rất Christopher Nolan. Trong video hôm nay của mình sẽ phân tích, giải thích xem Faces of Fan hàm chứa những ẩn ý gì và thông điệp của nó là gì nhé. Mời các bạn đi vào video phân tích của mình. Faces of Fan, cô gái muôn mặt. Tuy có lối kể chuyện vô cùng hát não người xem và sẽ khiến các bạn hoang mang khi đèn phòng chiếu được bật lên, tuy nhiên các bạn bình tĩnh, cốt truyện của nó đơn giản hơn rất nhiều và mình sẽ cố gắng hết sức để giải mã bộ phim một cách đơn giản nhất có thể để các bạn có thể nắm bắt. Đây có lẽ là bộ phim duy nhất mà mình phân tích sẽ không giới thiệu về nhân vật, vì nhân vật duy nhất của bộ phim là nhân vật Anne, một cô gái thức dậy trong một bệnh viện bí ẩn và được các bác sĩ y tá bảo rằng cô ấy đang bị bệnh và cần phải tiêm thuốc. Cô ấy thức dậy mà không biết mình là ai, chỉ nhớ mỗi việc mình tên là Anne. Nó tựa như mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn và các y bác sĩ ở đây đang điều trị đến khi nào cô ấy lấy lại được tiềm thức. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi ở phòng kế bên, một cô gái khác cũng bảo mình chính là Anne và các bác sĩ tại đây cũng có phương pháp điều trị tương tự. Mất trí nhớ đã hoang mang, vậy tự dưng tỉnh dậy lại có một người khác nhận là mình thì độ hoang mang còn tăng lên gấp bội. Chưa dừng lại ở đó, nửa đêm cô gái phòng bên sang gõ cửa bảo hãy cùng thoát ra khỏi đây trước khi một con quỷ có tên là Vertigo, mình người nhưng đầu nai, đến đêm sẽ đi tìm sát hại những nạn nhân. Sau đó là một cô gái khác sẽ được chuyển đến và các cô gái tự xưng là Anne này mỗi ngày đều lặp lại những điều tương tự như một vòng lặp. Và cả cuốn phim là hành trình của các cô gái thoát khỏi cái vòng lặp này của con quỷ đầu nai. Và hết. Cốt truyện chỉ bấy nhiêu thôi đâu các bạn, quan trọng là những ẩn ý và cách kể chuyện của nó mới hát não các bạn. Đầu tiên, bộ phim làm bạn hoang mang vì có quá nhiều cô gái trong cùng một nhân vật và họ liên tục thay đổi khuôn mặt. Dù có rất nhiều cô gái, nhưng thực chất chỉ có 10 cô gái là thật. Bộ phim lấy chất nền từ một câu chuyện sử thi Ramayana của Hindu do tác giả Valmiki viết. Trong đó có một chú quỷ cuối cùng có tên là Ravana, cai quản vương quốc Lanka, tức Sri Lanka ngày nay. Tại Thái Lan, vua quỷ Ravana và vua khỉ Hanuman là các nhân vật sử thi rất có ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. Các hình tượng này các bạn hoàn toàn có thể bắt gặp nếu đến Thái Lan. Vua quỷ Ravana có 10 đầu, mỗi gương mặt đại diện cho 10 phẩm chất: dục vọng, giận dữ, u mê, tham lam, kiêu ngạo, đố kỵ, tâm trí, trí tuệ, ý chí và bản ngã. 10 cô gái trong phim hội tụ đủ 10 phẩm chất này tồn tại trong một Anne. Vì thế khi xem phim, các bạn đừng hướng tới 10 cô gái này là ai, mà chỉ cần tập trung vào một Anne duy nhất. Ban đầu Anne bị rơi vào trạng thái mất tiềm thức và không biết mình là ai. Cô ấy hoang mang không biết có bao nhiêu cô gái tự xưng là Anne trong bệnh viện, chỉ là để đánh lạc hướng các bạn. Các bạn hãy chú ý, các cô gái này trông cứ như bị nhốt bởi con quỷ đầu nai, nhưng thật ra chẳng có ai nhốt cả. Các cửa phòng đều không khóa và các cô gái thoải mái đi lại. Khúc cuối khi tiềm thức được khai mở, chúng ta sẽ thấy cũng chẳng có các gian phòng, tất cả đều thông suốt với nhau. Đạo diễn đã đưa ra gợi ý cho chúng ta từ đầu phim, một con dáng có cảm giác như bò xuyên qua bức tường từ phòng này sang phòng bên cạnh, nhưng thật ra không có bức tường nào cả, tiềm thức của em tự ngăn ra thôi. Các trải nghiệm của cô gái đều như nhau, tựa như một vòng lặp, nhưng thật ra các trải nghiệm này của chỉ duy nhất em. Nó tựa như cảm giác déjà vu chúng ta hay gặp, ta cứ cảm giác như ta đã làm điều này rồi. Vì chỉ có một Anne nên dĩ nhiên chỉ có một điện thoại, và điện thoại đó cũng là của Anne, nên dù cô gái nào họ cũng mở khóa vân tay được chiếc điện thoại này. Chúng ta dễ bị bối rối vì đạo diễn cố tình để tình huống mỗi khi nhân vật cô gái mở khóa điện thoại thì sẽ bị biến đổi sang một gương mặt khác. Các bạn cứ nhớ, chỉ có một Anne thôi, vậy tại sao lại biến đổi? Các cô gái này là ai và chiếc điện thoại có tác dụng gì? 10 cô gái này chính là 10 cô gái trong chiếc điện thoại của Anne. Họ là những hot girl trên những tài khoản Instagram. Đây cũng chính là thông điệp của bộ phim. Trong cuộc đời của chúng ta, những con người có ảnh hưởng, tác động tới tâm trí của chúng ta là những ai? Những người mà chúng ta thần tượng, những người đẹp, giàu có, những người mà chúng ta muốn trở thành, và thậm chí là những người mà chúng ta ghét cay ghét đắng. Họ là những người sẽ nằm lại trong tâm trí của chúng ta, và đó là các cô gái này, họ nằm trong tâm trí của Anne. Bây giờ chúng ta sẽ xét lại Anne là ai, cô ấy là một cô gái như thế nào. Có 3 không gian gợi nhắc cho chúng ta về dòng thời gian của Anne: không gian rạp chiếu phim, sảnh nhà hàng cưới và một không gian khi cô gái tỉnh dậy và thấy cô ấy là diễn viên trong một đoạn phim.
Cái này có hai tầng nghĩa. Rạp chiếu phim là nơi chiếu lại tâm thức của Anne, và đoàn quay phim đang quay lại cuộc đời của Anne, tức là cuộc đời của chúng ta tựa như một cuốn phim. Tầng nghĩa thứ hai, rạp chiếu phim hay sảnh cưới đều rất hoang tàn, biểu hiện cho sự đổ vỡ hôn nhân trong tâm trí của Anne. Còn cô gái diễn viên là thứ cô ấy muốn trở thành để có thể sống cuộc đời người khác. Sự đổ vỡ trong tiềm thức này đến từ gia đình của Anne. Nhìn vào các bức tranh gia đình, các bạn sẽ thấy Anne căm ghét gia đình mình như thế nào. Những khung cảnh hồi tưởng lúc bé, Anne được cha dẫn đi sở thú, và con vật mà cô bé nhớ nhất đó là con hươu. Vì thế con hươu như đại diện cho một khoảng thời gian êm đềm ấu thơ khi gia đình vẫn hạnh phúc. Khi Anne trưởng thành, cô yêu một chàng trai. Những gì trong cuốn sổ cô ấy viết và hình tượng ẩn dụ lâu đài cát sụp đổ cho thấy đây là một mối tình tan vỡ đau đớn của Anne. Cô vùi đam mê vào trong một tựa game trong chiếc điện thoại với nhân vật anh hùng ảo Anthony. Đây là một nhân vật giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn. Nhưng trong một phân cảnh lái xe, vị anh hùng ảo Anthony của Anne đã đụng phải một con hươu, hình tượng hạnh phúc ấu thơ duy nhất sụp đổ. Hình ảnh người cha hiện về và bắn vào con nai cho thấy những hình tượng anh hùng trong cuộc đời của cô gái Anne đều gây tổn thương, khiến Anne sụp đổ. Và từ đây các bạn hiểu vì sao con quỷ lại là đầu nai rồi đấy. Bị tổn thương nhưng không có ai để bám víu, Anne bám víu vào cuộc sống người khác, được bạn bè rủ rỉ nhau tạo ra những nick ảo, phát những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội để được ca tụng. Nó ẩn dụ 10 cô gái trong phim chúng ta cũng chẳng khác gì 10 cái nick ảo. Họ là ai mà chẳng được, nhưng tất cả họ đều là ta. Anne cũng tự tạo ra vị bác sĩ ảo để tự chữa vết thương lòng. Vì thế chẳng có bác sĩ nào nói chuyện với Anne cả, mà là Anne tự thì thầm chữa bệnh với chính mình. Như mình đã phân tích ở trên, con nai chính là hình tượng hạnh phúc duy nhất thời ấu thơ của Anne. Sau những tổn thương, Anne nhận ra cách duy nhất tìm lại hạnh phúc là cho tâm trí của cô ấy được trở lại nguyên bản bằng cách tiêu diệt những hình ảnh trong đầu mình. Có bao giờ các bạn từng nghĩ phải chi trong đầu bạn biến mất những hình ảnh của những người khác như kẻ ta ghét, kẻ ta ghen tị hay người yêu cũ chẳng hạn, thì có phải ta sống khỏe hơn biết mấy không? Vì thế con nai tuy trông hơi nhơ nhuốc vì nó là hình ảnh cuối cùng về con nai của Anne, bây giờ con nai cần phải làm cuộc thanh trừng những kẻ trong đầu của Anne để cô gái Anne có thể trở về nguyên bản. Thỏa Anne chính là Anne và cuộc đời không bị vấy bẩn bởi người khác. Vậy cuối cùng là mọi chuyện có được cứu vãn không? Câu trả lời là không. Cả hành trình phim là hành trình tiêu diệt thực thể đầu nai. Tuy nhiên đúng ra phải là ngược lại, là hành trình mà con nai tiêu diệt những hình ảnh gây tổn thương trong Anne. Các cô gái trong tâm trí của Anne đã đặt một câu hỏi: nếu chúng ta làm khác đi thì mọi chuyện có thay đổi không? Đáp án trong trường hợp của Anne là không thể. Cô gái ngày hôm nay luôn tìm cách cứu cô gái ngày mai không lặp lại kết cục đắng. Họ vốn nằm trong tâm trí của Anne và Anne luôn biết họ nghĩ gì. Cô gái Anne là một cô gái luôn biết cách giết chết tương lai của chính cô ấy kia mà. Nó tựa như một vòng lặp vĩnh cửu không thể thay đổi. Đạo diễn đã ẩn dụ như hình ảnh vị bác sĩ thường vuốt quanh miệng ly hình tròn, tượng trưng cho một vòng tròn tuần hoàn lặp lại. Kiến trúc lối cầu thang là hình tam giác. Tam giác với ba góc là hình ảnh của sự vững chãi, tức là những hình ảnh này đã định hình vững chãi trong tâm trí của cô gái Anne, không thể thoát ra được dù có đi lối nào khác. Tóm lại, cả cuốn phim đạo diễn đã thành công trong việc xây dựng hướng đi mà khán giả luôn đi theo sai ngay từ đầu. Chúng ta không chống lại ai cả, chúng ta chống lại chính ta. Cho đến cuối phim, bức tranh đầu nai đã biến thành bức tranh các cô gái. Nó cho thấy bản thân Anne đã thất bại trong việc thanh tẩy tiềm thức của mình. Wow, nếu chỉ phân tích mà không giới thiệu, chắc các bạn không nghĩ đây là một bộ phim của Thái Lan nhỉ? Các nhà làm phim Thái thật sự tư duy của họ rất mở mang và chịu học hỏi. Bộ phim vốn không phức tạp, chỉ là đạo diễn cố tình đánh lạc hướng. Mỗi khi bạn ngờ ngợ ra gì đó thì đạo diễn sẽ cho các nhân vật biến hình gây hoang mang. Đạo diễn có học hỏi các bậc thầy như Nolan trong lối kể chuyện đào sâu và đấu tranh tiềm thức, học hỏi Tommy Wirkola trong việc dàn bố cục cho sự xuất hiện của các nhân vật trong cùng một nhân vật, học hỏi Jordan Peele trong lối hù dọa đầy ẩn ý. Một trong các khả năng của phù quỷ Ravana đó là khả năng nhân bản, và tác giả đã sử dụng hình tượng cây kéo giống với Us của Jordan Peele, cũng là một bộ phim về nhân bản. Cây kéo vừa thể hiện cho sự công kích trả thù của các nhân vật yếu thế, vừa thể hiện cho sự mong muốn cắt bỏ những xiềng xích, những giới hạn, vòng lặp. Đây là một bộ phim rất đáng xem và cũng rất đáng học hỏi. Tuy mình nói đạo diễn có học hỏi những vị đạo diễn từng thành công trong việc thể hiện kịch bản kiểu này, nhưng các bạn yên tâm, đạo diễn và cả biên kịch không bê nguyên si đâu, mà còn sáng tạo rất độc đáo, thú vị. Cộng hưởng cùng dàn diễn viên rất tròn vai, và các bạn sẽ được gặp lại những gương mặt quen thuộc của phim ảnh Thái Lan. Đúc kết lại, tâm trí của chúng ta là thứ phức tạp nhất. Tiềm thức không bao giờ nói dối, chỉ có chúng ta luôn cố gắng lừa dối nó, khiến bạn luôn phải tự lừa dối chính mình, không tin tưởng vào bản thân. Và tựa như cuốn phim, dù bạn có cố gắng lừa dối bản thân thế nào, nó cũng đều vô nghĩa. Những hình ảnh người khác trong ta, những giọng nói trong đầu vẫn luôn tồn tại. Mỗi ngày thức dậy chúng ta cũng tựa như những vòng lặp, chẳng có gì thay đổi.
Làm thế nào mà chúng ta đòi hỏi có thể thay đổi được như người khác khi mỗi ngày đều làm những điều như nhau? Và có lẽ chúng ta luôn có 10 gương mặt hiện hữu để tồn tại trong cuộc sống này. Còn các bạn, hiện tại các bạn đang mang gương mặt nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video phân tích của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe và like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn cứ để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó và cùng bàn luận nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở những video khác của Film & More. Bye bye, see ya.